9, số 10, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 quả. Mà cái này mấy cái dấu cắt nè, chú nè, đây nè, đây một dấu nè. Bên kia à, bên kia thấy dấu không? Chỗ đó đó, bên này nữa nè, đó đó bên bên đó đó. Ở đây. Đó, à, cắt nhiều rồi đấy chứ không ở đâu. Cái này cắt dao đầu rồi đó. Cái này phải 70 quả ít. 7 lần 4 28, cái này gần 3 tạ nha mọi người. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cái sầu riêng 3 tạ. Đây các bạn xem nha. À, bằng nhiều cây của người ta ha, chăm ít thôi nhưng mà à, rất là hiệu quả. Năm sáu mà cắt cũng cắt hết hết rồi. Đây nè, bên này nữa nè Phương nè. Cắt trên đó. Cắt 2-3 hôm gì rồi. Đây cắt rồi, cái đây cắt 2 quả luôn. Cây này tầm khoảng 60 trái không? Dạ. Hơn 60. 6-4-24. Cây sầu riêng đơn giản 2 tạ 4. 2 tạ 4 mà ký 50 ngàn đi. Rồi, được nhiêu rồi? Là hơn chục triệu ha? Cây này của em 12 triệu rồi. 12 triệu. Ừ. Cây sầu riêng 12 triệu. Này, này. 12 triệu là bằng chiếc quay Alpha hả? Nói chiếc SH thì quá rồi. Quay Alpha. Cắt cây sầu riêng mua chiếc xe máy nha mọi người. Hơi nhóc. Thì độ này chứ nó không ra với đó mà ra nữa thì gì nữa. À, nhưng mà nó sát thân thì em dễ quản lý hơn. Đây. Anh áo đỏ này nổi quá nha. Sầu riêng nhiều trái, có anh áo đỏ nữa. Đó bạn. 29 quả. 60 quả đi. 60 với lại người ta cắt đợt rồi. Cắt dao rồi. Cũng tầm khoảng 2 tạ 4 hả? À. Cứ đếm đầu cây tính ra sản lượng ha. Đây cái vườn sầu riêng mọi người xem nè. Cũng rất là sạch sẽ nha. À, vườn này ta có 2 hàng thôi không ơi. Không có nhiều đâu. Nha. Cái cây sầu riêng nè. Wow. Rất là dữ. Cái này trời nó hơi tối trời. Cái cây một quả vừa vừa là nó đẹp hơn đúng không? Ờ. Quả to. Cái này cũng hàng nhất hết rồi. Cái nào cũng chơi siêu siêu trái. Sầu riêng Thái. À. Thôi chú Phương ơi. Dạ. Cây bên tay phải nè. Chú đang ngắm cây này nữa đi. Không có bị sâu xiên nữa. Ta giữ hay quá ha. Dạ. 37 60. Nói chục trái. Ừ. Cho tệ nhất một ký trái cũng được 3 ký chứ Phương ha. Dạ. Cây này phải 2 tạ, thôi mà nói với trung bình nữa đó. Quả này 3 ký tốt rồi chứ. Ừ. 3 ký 20. Ừ, có ký lắm, sầu riêng Thái này. Ký nặng. Sẽ có một cuốn chiếu đu này thôi. Đâu? Cuốn chiếu không có thưởng thức gì. À, còn cuốn chiếu hả? Dạ. Nó sao đó, nó đâu có ăn gì đâu mà. Nó sầu riêng Việt Nam chăm dữ quá, đây nè. À, cả này mua ăn là cũng vừa rồi chứ Phương. Dạ. Nhớ mua to đó, nó nặng tiền người ta. Người ta cân nhắc không? Trái cỡ này 3 ký mấy ăn nhiều, ngon à. Nhiều ký và nhiều tiền. Ừ. Nhưng mà nặng á. Cái gốc này phải năm thứ 7 rồi chứ Phương nha. Dòng cái này năm thứ 6 rồi. À, 6 thôi hả? Dạ. 56 còn vườn cây nhưng vườn sớm là 55 á. À đây nè, em vô đếm cái này nè Phương. Quá trời quá đất nè. 4, 6, 9, 10, 17, 18. Phương 8 quả. Phương 8 quả, chưa được 5 quả hả? Chưa được 5 quả. Ừ, cũng lâu 2 tạ ha. Năm... Phải chơi hơn 2 tạ chứ, đúng không? Năm 4, 20. Ừ. Cái này chục triệu thôi. Đơn giản quá nè. Ừ, đơn giản quá ha. Hai tạ thủ riêng, rất là đơn giản.
À, năm ngoái vườn này nó nhiều trái chứ Phương? Vườn này nó quái cái chết, quái rồi nó không trăm. Ừ. Em ơi, chùm này đang dở mùi quá. Thấy chưa không? Nhìn sơ đã 10 trái rồi hả? Nhánh sầu riêng 10 trái. 10 trái là ít dạ, nhất chứ cái này không phải là 30 kg rồi nè. Buộc đúng cứng không cứng là nó kéo cành này gì. À buộc dây nhựa nè. Nó ra dây nhựa cứng á. Thì vô chùm 10 quả giống như chôm chôm á. Cứ tưởng tượng là một sầu riêng 10 quả nha mọi người. 6 quả. Tức là cây này nhìn thưa mà quả nhiều ghê. Nhiều ha. Tại vì mấy cái nhành này nó quá nhiều trái rồi không? Chùm. À, nhành này cũng được chục trái không? 2, 4, 5 9 quả. 9 trái hả? Nhành này 9 trái. 4 quả này. 4 riêng là 6 quả rồi nè. 7 6, quả. Trái cắt nữa rồi kìa. Mới cưa cắt rồi đó. Tranh thủ người ta chưa cắt nên mình đi đếm sầu riêng. Cái sầu riêng ở trong quay nè. Cái anh coi thử cái này mấy học. 5 hay 6? Giờ 5 học á. 5 học. 3, 4 nè. Dạ. Một năm học nè, còn quay luôn. Đẹp quá. Nhất không nha. Rất chi là thương. Gài gốc nhà mình nhìn rất chi là thương. Ông này em chăm ghê thiệt chứ. Có im nói chuyện không nổi. Ngày nào cũng ra ngắm vườn sầu riêng. Đây là số 6 một quả mình nhiều quá. Này cái này làm tí. Không. Đây là không. Em đếm to lên anh Hương. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49. Cần này nó chín chưa ta? Nhiều quá. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 quả. 52 tạ. 52 tạ đó. Ta nói sao dùng nào thất ra chứ mình thấy sao mấy cái vườn sầu riêng này nó không có thất mấy nào đâu. Từ sớm giờ quay nha, từ sớm giờ quay tính thì là bao nhiêu gốc anh nè. Tính bao nhiêu gốc là tính là tấn liền gì đâu. Điều với nhau hết mà. Này nhiều nè. Dùng rồi nhưng mà cũng tầm cả năm mấy tháng mưa hết nha. Nó tầm khoảng 2 tạ trên không à, đúng không? Dạ. Quá chuẩn luôn. Không có khu vực nào cũng chịu thu riêng kia. Ừ. Người chăm mà. Người chăm cũng tốt mà khí hậu cũng phù hợp ha. 3, 4, 5, 5 quả. Trên 50 quả. Mà cũng trên 2 tạ. Mà cắt con số rồi nè. 2 quả cắt rồi. 2 tạ cứng không ha. Cách chăm sầu riêng trên 2 tạ. Hay bữa sau. Bữa sau làm tập là cách chăm sầu riêng trên 2 tạ. Rồi bữa nay là đem đi đếm sầu riêng. Đi đếm giùm, đếm giùm thôi. Những cây sầu riêng trên 2 tạ không? Đây, cái này cũng lướt xa qua cho mọi người xem nè. Không. Ừ, cái này nó to mà nó đây cành nhánh nó trái nó khắp nơi. 6 quả. Mà cái này mấy cái dấu cắt nè, chứ không này nè, đây một dấu nè. Bên kia nè, bên kia thấy dấu không? Cái đó đó, bên này nữa nè, đó đó bên đó đó. Đó, cắt nhiều rồi đấy thôi đâu. Cái này cắt dao đầu rồi đó. Cái này phải 70 quả ít. 7 lần 428 cái này gần 3 tạ nha mọi người. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này 3 tạ ngon luôn á. Rất nhiều quá lên. Cái sầu riêng 3 tạ. Đây các bạn xem nha. Là bằng nhiều cây của người ta ha. Chăm ít thôi nhưng mà
nè, rất là hiệu quả. Cây ống bét người ta đi cũng đơn giản, là cây ba bét thôi. Cái ống là thằng trẻ ra làm ba. Năm năm nay có cho quả. Ừ. Năm nay là bối nè. À. Cây to quá nè. Cây lực rồi đó. Cái này phải sang năm ha. Sang năm lại cho hàng tạ tạ như cái vườn của đó ha. Ừ. Trước đây người ta trồng cà phê rồi Phương. Giờ đúng rồi cà phê ha. Cà phê vậy là cà phê trước sầu riêng hay cái nào trước? Giờ đúng rồi cà phê trước chứ. Rồi sau này mới sen sầu riêng vô. Dạ. Cái này cái đất bằng mà trồng cũng dày với đu thưa anh. Ừ. Ta mình đi vô thêm cái mấy cây nữa đi chứ Phương. Hình như sau này người ta trồng thêm ở đường đúng chéo rồi. Nè. Đúng rồi. Là giống như đây. Giống như thưa quá rồi người ta trồng thêm cho nó có sản lượng. Dạ. Chừng ngủ đây. Thế này, không có cần mà thưa đâu, dày mà trái dày thôi. À, cây này trái bự nè. Đây là 5-6 kg luôn á. Bự mà tròn nữa. Ừ. Thái vậy nó không mốt nén nữa. Ừ. Cái chuyện là điều. Dạ ha. Thế này nè. Một người một quốc một quả thì thấy không anh? Không nổi đâu. Ngắn liền đúng không? À. Bên này thôi chứ. À. Bên này 60 kg, 7 kg. Ghê. Cây này, cây cuối vườn luôn. Nó nằm ở dưới cái trũng. Cái trũng. Đất này nó gần sông. Họ đếm hả? Tài tạ đó. Ừ, cái nhìn nhìn xa nó ra tài rưỡi hai tạ. Đẹp quá chứ Phương ơi. Cái cây nó cũng đẹp lắm. Ha. Cây nó mướt rồi kìa. Trái thì cũng sâu xìa đúng không? Trái thì quá đẹp. Thường hay đó. À, cái thường hay ha. Ừ. Cái cây sầu riêng này là cây là từ lúc mà gọi là lên xong nó bỏ cành ha. Rồi. Cái cây này để sau này mọi người rút kinh nghiệm làm cành cho cây sầu riêng đi. Ở dưới là nó nhiều cành cũng được nè. Lên nguyên một cụm ở dưới như là cây kiển luôn. Này khúc này lên đây nha. À rồi lên. Lên trên nó có cành nó đi thẳng đột lên lên. Lên trên này đuôi ngọn luôn, như bị cắt ngọn á. Nó cái dấu chữ V ở trên đó là cắt ngọn nha mọi người. Còn nó được khỏe. Ừ. Vậy là làm thấp thấp vậy thôi. Dạ rồi, đợi gió anh. À. Cái gọi là sầu riêng lùng á. À, làm sầu riêng lùng. Siêu trái mà, sầu riêng lùng mà siêu trái. Siêu trái nha. Cái động tác xoay người mà. Giữa mấy cây sầu riêng siêu trái. Đây này, cây nào cũng rất là nhiều trái luôn nha mọi người. Trời tối rồi nhưng mà nó tranh thủ cập nhật cho mọi người xem, tại vì ít bữa nữa có khi là trở lại thì người ta cắt mất rồi. Ừ. Nó hết đẹp à. Vườn này ta trồng toàn thái không à. Cái đợt đó thì mặt cây vẫn bình thường đúng không anh? À, cái dàn lá ngoài nè. Mứt rượt như con gái 18 nha. Không có bị mất sức. Như này nó biết điều độ nè ha. Cái số này mình quay xuống mình nhất cho nó nhỏ này con. Ừ. Lớn rồi ha. Hả Phương? Cái này nó có rất là nhiều trái mà nó cũng điều độ ra, nó đâu có bị mất sức đâu không? Nuôi con nhưng mà người vẫn khỏe. Chắc có đi thăm y viện quá. Rồi cảm ơn Phương đã dẫn mình đi thăm khu vực siêu trái nha. Bye Phương nha. Bye.